Hello anh em, nay đang ở vườn lài ở Thới An quận 12 nha. Nay gắn cho khách ở đây con bơm hai đầu inox nha. Đây con này, hai đầu inox là sao? Tức là ở ngoài inox này, cốt nó cũng là bằng inox nha, 100% là inox nha. Mình nói inox là inox nha, cốt bằng inox này, cánh quạt nó cũng bằng inox luôn. Đây cánh quạt này, cánh quạt bên này bằng inox. Đây là cánh quạt một ngựa, bên này là cánh quạt 1,5 người. Đây, nó cũng là inox luôn nha. Đó, mình đã bơm này thì có sẵn cánh inox 1,5 người này, cánh 1 người inox này, cối inox này. Giờ sẽ kết nối cán bơm, tại vì trong kia có một con bơm nữa nhưng mà nó bị cháy rồi. Anh chủ nhà anh đang đập đây. Để dốc cắt vô các con bơm mới ra được không? Bơm mới đưa về sửa nha. Giếng này rồi nâng lên mai mốt sửa là bò luôn hả? Bỏ luôn. Mốt hoàn giếng khác, đất anh rộng mà. Ok anh, cắt ngang lên đi. Đất anh rộng cho nên trần thì anh hoàn giếng khác. Ở khu này anh đang làm đây của anh hết rồi hả? Đang ừ, làm. Ừ. Mai mốt anh tính làm gì đây? Nhà thôi. À. Nhà ở thôi nhưng mà anh có cái trại cá kiển ngoài sau nè. À, vậy hả? Ok. Trại cá kiển. Tương lai là làm trại cá kiển. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Được không? Đi lên bên trước đi. Ở đây anh có ống 42 không? Ống 42 chắc có chứ. Cho em mét có được không? Để em nối lên đó. Rồi, ok. Để đưa về sửa. Giờ mình sẽ kết nối con được hai đầu này vào. Đồ răng. Cái dẫn 60 số 42. Dạ đúng rồi. Mà loại mỏng ấy chứ không phải loại dày đâu nha. Cái đầu răng mình đang vặn á là cái đầu răng ngoài 42 lên co 42. Mình sẽ vặn bên cái đầu hồi về nhá. Đầu ra của đầu một ngứa nhá. Còn cái đường này sẽ là đường này đầu hút của cái đường hồi nhá. Hút ở bên này, hút qua, hút phủ thêm đó. Ok, tiếp theo là sẽ là cái đầu hút. Đầu này 42 tại vì giếng 60 sao 42 cho nên mình sẽ xài ống 42. Răng 42 ra 42 tại vì cái răng của máy bơm này răng 42 nha. Răng ngoài 42 nha. Thì sẽ ra ống 42 luôn. Thông thường anh em vặn cái đầu này á, nếu anh em xài cái nhựa của Bình Minh á thì cái răng nó rất là dài. Dài quá nó sẽ bị vặn vô sâu quá nó sẽ bị chạm cánh quạt. Một là mọi người phải cắt cái đầu răng ngắn đi một xíu, đầu răng nhựa ngắn đi xíu. Hai là con răng cái lúa nó dày lên, nhiều lên để nó cạn lại bớt sút nha. Còn mình xài cái chuyên cho giếng khoan thì nó lại đầy đủ, nó theo cái khuôn khổ thôi. Mình không phải cắt. Còn đây sẽ xài về co 34 42. Thank you.
đường này là đường hồi nhé, đường hồi về giếng mình đang vặn là đường hồi nhé. Chỗ này mình sẽ gắn vào cái van T nha, còn thêm cái tên nữa, mình sẽ làm cái tên mồi nữa. Còn anh em nào mà có thể là nhiều người á, sẽ gắn cái van hấp lực ra ngay chỗ này luôn, hoặc là ra bên này. Mình thì mình lắp của theo kiểu của mình là mình sẽ cho lắp bên này. T này thì mình sẽ để làm để mà mùi nước nha, hóa được mùi nước nha. Cái bơm lumi xíu không? Đừng.
xong rồi đây. Chỗ này là mồi nhé, còn cái chỗ này mình sẽ gắn cái van điều áp. Đó, bây giờ mình sẽ ra xử lý cái giếng, nâng cái giếng lên cho chú. Có à? Cho nó khô rồi nha, vì mình cắt cái này đi á, thì nếu mà hút sâu nó nặng quá có thể nó sẽ bị chuột đấy. Xuống đó luôn rồi. Giữ dòng 42 đứng đồng đấy vậy đó, đưa lực cưa đây, không phải bắt lối diễn đâu, giữ nguyên xí thôi. Trời.
ngay càng tụt đó nha. Giữ bình tĩnh thôi, thằng không đông là nó sẽ không có tụt. Nhưng mà cảm thấy nó lối xuống là phải dừng lại đi. Quên. Phải. Quên. Phải rồi. Em có ai chơi quên chồng. Pin rồi, teo rồi sao? Dữ nha. Rồi, làm vậy nha, nó nặng đó. Em thả nó đi. Lấy cái ống 60 xuống đây. Cái ống 60 trên kia, dài ấy. Trường hợp nếu mà nó bị mình mà không chủ quan á, nó rớt xuống đó nha. Giảm được là mình nó rớt xuống luôn á, là rất là nguy hiểm. Mình không đồng tới thì sao cho lỡ đồng tới nó tụt xuống á, là cũng sâu dựng được. Bây giờ việc của mình phải luồn cái ống ở ngoài, ống 360 ở ngoài nữa. Luồn cái gì? Không. Đưa cái ghế cái xuống đó. Đây cái ống 60 này mình phải luồn ở ngoài để làm cái ống ngoài. Còn cái 42 này là trong ống trong. Nếu mà phải giữ nha, không giữ nó tụt xuống là xui xẻo lắm. Kéo lấy sâu lên nó khó thôi, sợ là sợ vấn đề đó thôi. Với là khi mình cắt á, cắt cái giảm thì mình sẽ không được cho cái ống này nó lùn này. Không được cắt để cho nó lùn cái ống ở trong này, nó khó vậy. Ok, đây đó, đây ăn thử thôi. Rồi, giữ ống 42, ngồi xuống đây. Không để cái ghế đó đi. Thả ra, leo đi, anh dưới rồi. Rồi, ok. Đi để máy về luôn cho đẹp. Giữ ở dưới ngồi xuống. Cho cắt. Cái khúc nối này nó hơi ngắn so với cái này thì mình sẽ cắt một xíu đi để thứ nhất là dán cho nó chặt vô. Mới dầm ngoài đúng không? Dạ. Yeah. Chắc không? Chắc. Em xuống em để em xuống nhỏ lắm á. Tay xuống. Rồi đợi trên. Rồi. Em nhanh để em xuống.
dữ nha. Thì cái tê giếng tê hồ nó nằm ở dưới này rồi đúng không? Thì mình sẽ dán cái giảm ở trên này thôi. Giảm giảm bằng này. Đây, giảm đây. Vậy thôi nha. Giờ đi đến kho giảm nha. Giảm này phải là giảm ngoài nha nè. Mua giảm ngoài tức là ốp ở ngoài cũng được mà. Nó phải thế đó. Nó phải ốp ở ngoài được. Cho lấy cái 42 cái số 10 vậy. Cho lấy cái 34 nha. Chắc mấy mình họ kêu họ lại cái gì mới kêu lại cái số mới lại cái 34 đúng không? Có đâu em nói lại hai cái mà. Bà lấy cho em cái ra em thử nó bà lấy cái nữa. Tốt vẩn. Mấy ông xây dựng của tôi ở đây là chắc cùng quê mấy ông. Ờ mình miền Trung hả chú? Ừ. À. Ừ. Dạ. Ngoài đó không ạ? À. Dạ. Ừ, mấy ông xây dựng trong nhà tôi nè. Làm uy tín lắm, xong ra làm từ nào giờ? À, vậy xây cho chú nhiều rồi hả? Ừ, uy tín lắm. Mẹ rộn quá. Dạ. Giờ bơm lên đi hết xếp cái bàn lại. Rồi, bỏ lên đi em. Ok. Thôi em đi mua ngoài rồi, chỗ này có gạch này. Đúng rồi. Em sẽ bấm tới đâu kia đấy. Xin lỗi. Đổ vó, đổ vó. Từ từ. Mình gõ vừa tay đấy nha, gõ mình gõ nó nứt luôn cái co. Rồi đường hút rồi mình sẽ làm cái đường hồi. Cái giản rồi đủ quá. Đang bơm cái thứ nó bụng. Nhìn thấy nó. Có bà tự. Đục má vừa đẹp luôn. Ừ.
Miên dỡ cái máy lên nhân xíu đó. Nó ngồi đó thấy em ghê ha, mốt anh từ từ anh nghiên cứu cho nó chọn. Nghiêng lại. Thảo, chửi. Giờ anh đi múc nước cho chút mồi. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. À, em tính xin đó, ok anh. Ok. Rồi làm đi, làm đi. Rồi, làm đi. Rồi, làm đi. Rồi, như vậy là hoàn thành một cái quy trình lắp bơm và nâng giếng lên cao. Nâng theo kiểu đơn giản nha. Mình không cần phải nâng cái tê này đâu. Tại vì cái tê này mình không có phải sửa gì tới nó đó. Khi mà mình lắp đất tới nền này nè, thì khi mà sửa kéo hút sâu thì mình kéo cắt đây, mình kéo hút sâu lên thôi. Còn cái chỗ này nó cứ vẫn để mặc định bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Đó là cách nâng giếng đơn giản nhất nha mọi người. Anh em cứ xem cái gì mà không biết á, trục trặc gì đó cứ alo mình nha. 0977062589 mình hỗ trợ cho miễn phí luôn nha anh em. Này là để mồi nước, này là vai gắn áp lực. Dạ. Có hay vậy không? Đây, đây, đây. Lấy 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 giùm anh đó. Sài Gòn nó là lắm. Cái bơm 2 HP này mà ống ra nước nhiêu đây thôi là gọi là mình rồi. À, chứ không như ở quê đâu. Ở quê hút trực tiếp mà gắn con hai bơm này, bơm 2 HP này vào thì nó rất là khỏe, nó đẩy ra 2-3m, 4m luôn là bình thường. Tại vì ở đây nó xài cái hút cái giếng có 60 thôi. Ở ống 60 thôi. Và nó sẽ có một cái đường hồi về nữa. Đây, đường hồi chỗ này. Đó. Hút này nó sẽ hồi về giếng một phần nữa nha anh em. Chứ không phải hút phát nó lên luôn đâu. Ok. Rồi. Ok em Phong? Không. Gom đồ đi em. Dạ.